Xin chào các bạn. Như vậy là trong phần cập nhật mới nhất của Facebook Messenger, Messenger đã chính thức bổ sung thêm cho chúng ta một cái tính năng mới, đó là hiệu ứng từ ngữ. Thì cái tính năng này nó giúp cho những từ ngữ của chúng ta không còn đơn điệu như trước, mà những cái từ ngữ khi mà chúng ta nhắn tin nó có thêm một cái phần đó là hiệu ứng về cảm xúc. Chúng ta có thể gắn thẻ những cái hình ảnh liên quan đến những cái từ ngữ cảm xúc mà chúng ta nhắn tin ở trong Facebook Messenger, và khi chúng ta nhắn tin cho ai đó thì những cái từ ngữ và cảm xúc này sẽ được hiển thị trên màn hình, giúp cho nội dung tin nhắn của chúng ta được sinh động hơn và không còn đơn điệu nữa. Và trong video mới nhất ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để giúp chúng ta có thể bật được hiệu ứng từ ngữ trên Facebook Messenger nha. Đầu tiên thì để cập nhật được, để sử dụng được cái tính năng hiệu ứng từ ngữ trên Facebook Messenger, các bạn phải cập nhật lên phiên bản mới nhất. Để kiểm tra Facebook Messenger của các bạn có cập nhật phiên bản mới nhất hay chưa, chúng ta sẽ truy cập vào App Store trên các thiết bị iPhone và CH Play ở trên các thiết bị Android. Các bạn sẽ tìm cho mình ứng dụng đó là Messenger. Và trong phần tin nhắn Messenger như này, nếu nó có chữ cập nhật có nghĩa là chúng ta cần phải cập nhật lên phiên bản mới nhất. Và đây thì mình sẽ tiến hành cập nhật cho điện thoại của mình. Các bạn chờ một chút để ứng dụng được cập nhật. Và nếu như ứng dụng của chúng ta đã được cập nhật phiên bản mới thì khi mà truy cập vào thì nó sẽ có chữ mở như thế này. Như vậy là mình đã cập nhật thành công và mình sẽ mở ra. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào một người mà các bạn muốn nhắn tin có hiệu ứng từ ngữ. Ở đây thì mình sẽ chọn vào bạn này. Thì ở trong phần hiệu ứng từ ngữ đây mình đã cài đặt trước. Và các bạn muốn cài đặt thêm hiệu ứng từ ngữ, chúng ta sẽ chọn vào phần avatar của người muốn nhắn tin. Ở đây thì trong cái phần avatar thì chúng ta có thêm một phần đó là hiệu ứng từ ngữ. Và ở đây thì mình đã cài 4 cái hiệu ứng từ ngữ khác nhau. Và chúng ta có thể thêm được cái hiệu ứng từ ngữ mới bằng cách là chúng ta gõ thêm vào đây. Ví dụ như ở đây mình có thể ghi là. Và sau đó khi các bạn viết xong từ ngữ, chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng hình mặt cười như thế này để thêm vào những cái hiệu ứng từ ngữ mà những cái hiệu ứng mà chúng ta muốn thể hiện ở trên màn hình khi mà viết từ đấy. Ở đây mình sẽ chọn từ này. Sau đó chúng ta nhấn vào mũi tên màu xanh như thế này. Như vậy là cái hiệu ứng này chúng ta đã chọn rồi, thì chúng ta sẽ chọn một cái hiệu ứng khác. Ở đây mình sẽ chọn hiệu ứng này. Sau đó chúng ta phải thêm vào. Như vậy là chúng ta đã thêm xong phần hiệu ứng từ ngữ. Và từ bây giờ khi chúng ta nhắn tin cho ai đó thì chúng ta chỉ cần viết lên màn hình chữ. Sau đó chúng ta nhấn gửi thì lập tức những hiệu ứng từ ngữ mà chúng ta đã thêm vào sẽ được hiển thị ở trên màn hình, giúp cho cái nội dung tin nhắn và cái nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta được sinh động hơn và được cảm xúc hơn. Trên đây là video mình đã giới thiệu cho các bạn tính năng mới, đó là hiệu ứng từ ngữ trên Facebook Messenger. Và chúc các bạn thành công.